xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Tiso đã quay trở lại cùng với chương trình. Hôm trước khi mà Tiso quay một cái đường quanh chợ lớn gần ngay chỗ chùa Bà thì có một chú xem trên kênh là muốn nhìn lại cái căn nhà quê hương của mình ở số 43 Triệu Quang Phục. Cho nên là trong video clip này Tiso sẽ mời cả nhà mình đi dạo quanh thành phố Phan Thiết, qua con đường Nguyễn Văn Trỗi, qua Trần Hưng Đạo, xong rồi chúng ta sẽ ghé qua đường Triệu Quang Phục để cùng thăm lại cái căn nhà quê hương. Tiso đang đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi cả nhà mình ha. Hôm nay thời tiết bây giờ rất là mát, giống như trời Đà Lạt vậy á, se se lạnh lạnh. Nhưng mà trời thì lại không có nắng, mát mẻ lắm. Là mình sẽ đi từ từ thong thả, đi từ đường bây giờ mình đang ngang qua ngã tư Hoàng Diệu nè. Để Tiso rẽ, nếu mà chịu bà thì Tiso sẽ rẽ hướng qua đường Hoàng Diệu này để bọc qua bên ngã tư bên kia cho nó gần. Đường này thì đó nhà mình chưa đi ngang qua đúng không cả nhà? Vẫn là ở phường Đức Thắng ạ. Nhưng mà ở đây thì mình đang đi qua số 2 Hoàng Diệu, số 7 Hoàng Diệu. Đây là con đường Hoàng Diệu. Rồi đây là đường Phan Chu Trinh. Mình sẽ đi qua đường Hoàng Diệu này luôn. Qua đường Hoàng Diệu thì mình sẽ đến đường này là đường Đào Duy Từ. Mình cũng đi ngang qua luôn nha. Những cái đường nào mà trước giờ mà Tiso chưa đi ngang qua thì Tiso đi ngang qua luôn, để cả nhà mình nhìn lại cái đường phố Phan Thiết của mình. Ở đây có cây si, nhiều xe Honda. Tiso nghĩ đúng rồi, ở đây là quán cà phê. Đây là quán cà phê đó. Rồi mình đi qua đường Nguyễn Công Trứ. Gần ở đây có cái bệnh viện. Bệnh viện này là bệnh viện Tâm Phúc. Bệnh viện này là mới mở sau này, hồi lúc trước là không có. Bệnh viện này là bệnh viện tư ạ. Cho nên cả nhà mình thấy là mọi người ngồi ăn rất là đông trước mặt bệnh viện này. Đông quá trời đông luôn. Rồi mình sẽ quành qua đây để đi tìm đường Nguyễn Công Trứ. Quành qua đây là đường Ngô Sĩ Liên ạ. Đi qua đường Trần Hưng Đạo ha, xong rồi đi qua đường Ngô Sĩ Liên này mình tìm đường Nguyễn Công Trứ. Xe cộ nhiều quá, phải chờ xe qua rồi mình đi qua đường. Đây cả nhà mình thấy là xe rất đông. Xem những cái video clip này, nếu mà thấy có những cái nào, căn nhà nào mình muốn Tiso quay lại thì nhớ là bình luận để Tiso biết nha. Đây là mình đi vô đường Ngô Sĩ Liên nè. Hồi nãy Tiso có hỏi một chú xe ôm thì chú nói là đi đường Ngô Sĩ Liên ngay chùa Bà, đó là đường Đinh Công Trứ. Bây giờ mình sẽ đi vô lại ha. Đinh Công Trứ. Đây là đường đi vô chùa chợ nè. Mình rẽ qua đây hỏi mọi người coi là đường đường này Triệu Quang Phục chứ, lộn.
đường Triệu Quang Phục, số 43 đường Triệu Quang Phục. Thì số nó lộn. 43. Đây là số 7, số 9. Số 15, số 17. Con đường này là bên hông chùa Bà. Để Thi Xu mở camera rộng hơn. Mở rộng hơn như vậy để cả nhà mình thấy được hai bên ha. Căn nhà mà Thi Xu nhờ quay là số 43 đường Triệu Quang Phục. Đây là trường tiểu học Tuyên Quang, số 25 đường Triệu Quang Phục. Chắc là ở phía trên kia. 39, 43 là căn nhà này ạ. Thì Su thấy rồi. Để Thì Su ghé đây. Số 43 của gia đình mình ở số 43 đây. Đường này là đường Đinh Triệu Quang Phục. Này số 41 nè. Số 43 nè. Đó, thì cả nhà mình nhìn thấy đây là căn nhà của một chú trên kênh nhờ Thi Xu quay lại. Thì Thi Xu kính gửi cái hình ảnh căn nhà quê hương của mình đến chú cũng như là cô chú anh chị các bạn đang xem trên chương trình. Một kỷ niệm nho nhỏ của mình, của gia đình ở quê hương Phan Thiết. Thì kính chúc cô chú anh chị các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui và an lạc trong cuộc sống. Từ góc đường này mình đi nhìn ra đây là mình hướng về đường phía chợ nè. Đi qua đây coi thử là có cái hàng ăn ở bên hè nè. Để lại xin cô quay cái hàng ăn bên hè cho cả nhà mình xem nha. Dạ, ngay cái góc đường Triệu Quang Phục này á, mình thấy là cô có cái bánh canh chả cá hả cô? Dạ. Đây là bánh canh chả cá nha cả nhà mình. Nay mình bán từ lúc mấy giờ hả cô? 6 giờ dọn. Dạ, tới mấy giờ mình vô hả cô? 6 giờ dọn ra bán mình tới tùy theo, ví dụ là bữa nào hết sớm khoảng 8-9 giờ. Dạ. Đợi từ 10 giờ 11 giờ. Dạ. Đây bán cho hàng xóm hết hả cô hả? Bán hàng xóm như khách quen đồ không ạ? Dạ. Ngày mình bán được nhiều cái bánh canh không cô? Bán hơn 4 ký. 20 ký, chú thì nói 20 mà cô bán 4 ký mà cô cũng không có lấy tiền đâu. Gặp anh Linh Khai vậy ạ. Chậm mới chịu à. Dạ, chậm mới chịu ha cô ha. Dạ, đây cô bán cho chú ăn đi. Đó, cả nhà mình. Đổ 20 á, cái này bán là phải chả cá nè, rồi trứng nè. Ở đây cô có bán bánh qua vàng nữa cả nhà mình. Rồi cái này là có chan nước nè, ớt nè. Đây là bánh canh nha cả nhà mình. Bánh canh Phan Thiết quê mình đó. Này cô bán gần hết luôn nè, nguyên một xô mà còn nghiêng son luôn. Đó, nhìn là thèm không? Ớt nè, bánh canh nè. 20 ngàn là gì hả cô? Là một tô rồi kia nữa hả? Ô, cả nhà mình rẻ quá ha. Không? Rẻ. Ý là đang quay phim nên là nhịn không nói hả cô ha, chứ ngày thường là mệt đó ha. Ngày thường là gay ha. Dạ, tới bán cũng không bán. Lỡ cầm tiền trên tay mới bán ha, chứ không là nhất định không bán. Dạ con biết rồi mà. Cả nhà mình thấy cô bán bánh canh rất là dễ thương, vui tính nữa. Mình ghé về đây là ở trước căn nhà số 43 ha. Xéo 43 mình về đây mình ăn ủng hộ cô. Ở đây là có đây là có bánh khoai vàng nha cả nhà mình. Khoai vàng tôm gì hả cô? Nhân gì? Nhân thịt. Rồi ở đây là xíu mại.
Cả nhà mình thấy xíu mại nè, xíu mại nè. Đó, hấp dẫn chưa? Dạ. Nè, cô nói là buổi sáng mới nhiều, cái giờ này là hết rồi. Giờ này dạ, rồi. Như vậy cũng mừng cô à. Tại vì bán hết là mừng rồi. Đó. Rồi, đó là cái bánh canh chả cá xíu mại. Rồi, cái này mới hấp dẫn nè cả nhà mình. Hay nước mắm Phan Thiết. Nước mắm Phan Thiết nha cả nhà mình. Đó. Nhìn thấy tô nước mắm là thấy thèm à. Đó. Ốc xanh này là ốc gì vậy cô? Ốc xanh này là ốc ba chi cô à. Ốc ba chi. Dạ. Cái này là trứng. Trứng cũng hết rồi, còn có hai cái thôi. Đây là bánh canh thì còn nhiêu đây. Rồi đó, cả nhà mình thấy là hấp dẫn ha. Dạ, bánh bình dân thì có chứ con hai tô, tô bánh canh ổn mì nữa mà có 20.000 à. Bánh canh chả là 15.000 cô. Dạ. Có hộp dịch nữa. Dạ, có hộp dịch nữa. Này để con qua đây con hỏi chú ăn nha. Bánh canh chú mới vừa kêu qua ăn này cả nhà mình, bánh canh, bánh mì rồi xíu mại, chả trứng. Dạ, đây là 20.000 đó cả nhà. Nhìn hấp dẫn à. Nó tới chiều quá con. Dạ, nó tới chiều luôn. Dạ thì mình sẽ đi khỏi cái hàng bánh canh này, mình sẽ đi xuống vòng lại qua cái đường Nguyễn Du và mình sẽ đi về nhà cả nhà nhé. Chị Xu rất là thích đi quay những cái cảnh bình dân, những cái gì mà đơn giản mà bình dị nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống, chứ mình cũng không có thích đi vào trong những cái hàng quán sang trọng rồi. Nói chung là nó sẽ ra một cái phong cách khác mà Tisu lại thích những cái hình ảnh gần gũi giản dị như vậy nè, cuộc sống thường ngày để cả nhà mình xem, mình nhớ về quê hương của mình thích như vậy hơn. Cho nên là rất là mong vẫn được cả nhà mình yêu quý ủng hộ, và nếu mà có những cái gì đóng góp cho Tisu thì cả nhà mình cứ bình luận bên dưới hoặc là kết nối vô Facebook của Tisu, cũng tên là Tisu Chu Du luôn, hoặc là tên là Nguyễn Hồng Nga thì là tên của Tisu đó ạ. Thì Tisu rất là mong nhận được những cái lời góp ý từ tất cả cô chú anh chị các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn và mang lại được niềm vui cho cô chú anh chị các bạn xem chương trình ạ. Rồi thì trong cái video clip này Tisu sẽ dừng ở đây ạ. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video lần sau. Chúc sức khỏe và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.